Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hải Thiếu. Bỏ bò chân nhỏ. Bỏ lên đấy rồi. Không không chặt thì mất tiền đâu. Bỏ lên trong cái đấy cho ngon mà. Sau này xong rồi. Xấu hả? Làm mà anh thử không ngoài. Nói thử cái đấy nhưng mà cũng đẹp nữa nha. Hai cái bia như giống như cái này. Nè, đánh à, anh đánh nghe. Nó bỏ gì